Bà Harris nổi lên trong cuộc đua tranh cử với những kết quả thăm dò vô cùng ấn tượng khi liên tục dẫn trước đối thủ Đảng Cộng Hòa. Nhưng mới đây, bà lại khiến đồng minh và cử tri ủng hộ bất an vì lộ điểm yếu cố hữu của mình ngay trước thềm bầu cử. Điểm yếu này của bà đang nhận về sự quan tâm đặc biệt từ dư luận và chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ tới chặng đua về Nhà Trắng của bà. Theo báo New York Times, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris vừa để lộ điểm yếu cố hữu của mình trong cuộc phỏng vấn riêng được đài MSNBC phát sóng hôm 25 tháng 9 năm 2024. Đây là cuộc phỏng vấn riêng với đài truyền hình lớn đầu tiên của bà Harris từ khi bà tiếp quản vị trí ứng viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ. Phó Tổng thống Mỹ bị đánh giá là đã không thật sự làm tốt trong cuộc phỏng vấn trên. Bà thường chậm đưa ra câu trả lời hay dùng những cụm từ câu giờ, mẫu câu được chuẩn bị từ trước hoặc là có những diễn ngôn rối rắm khó hiểu. Khi được hỏi sẽ nói gì với những người Mỹ không cho rằng chính sách kinh tế của bà có lợi cho họ, ứng viên bên Đảng Dân Chủ chỉ đáp quanh co: nếu bạn chăm chỉ, có ước mơ và tham vọng, bạn hưởng lợi từ kế hoạch của tôi. Tôi muốn nói rằng tôi thật sự yêu tinh thần và phẩm chất của người dân Mỹ mà tôi biết và tôi cảm thấy phấn chấn vì điều đó. Bà Harris cũng nổi tiếng với việc dùng đi dùng lại một số luận điểm, nổi tiếng trong đó là câu nói: tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình trung lưu. Dù là một ứng viên tổng thống, bà Harris vẫn thường né tránh các cuộc phỏng vấn với báo chí. Lối trả lời trên của bà Harris bị tờ New York Times ví von như là Merinkyu, là món bánh tráng miệng được chế biến bằng cách đánh tơi lòng trắng trứng lên cùng với một số nguyên liệu khác, ngụ ý rằng những câu trả lời của bà Harris đôi khi có phần lộn xộn và không chắc chắn, tựa như kết cấu của bánh Merinkyu. Trong vai trò là ứng viên tranh cử tổng thống, bà Harris đã tránh phần lớn các cuộc phỏng vấn đơn lẻ. Phó tổng thống chủ yếu tập trung vào các cuộc meeting và hoạt động trên mạng xã hội để tiếp cận cử tri, tránh xa rủi ro từ những buổi phỏng vấn truyền hình. Tuy nhiên, sự tránh né này cũng phản ánh nỗi lo hậu hình của bà Harris khi phải ngồi đối diện với một phóng viên phỏng vấn trên truyền hình. Với nền tảng là một công tố viên và là thành viên của Ủy ban Tư pháp Thượng viện, bà Harris được đào tạo để đặt những câu hỏi hóc búa trong các cuộc trao đổi khó nhằn, do đó Phó Tổng thống có ít kinh nghiệm hơn ở vị trí của người trả lời. Điều đó mở ra một điểm sơ hở để các đối thủ của bà khai thác. Họ cho rằng việc bà Harris né các cuộc phỏng vấn cho thấy là bà đang che giấu điều gì đó. Giới truyền thông Mỹ cũng chỉ ra rằng một ứng viên tranh cử tổng thống nên sẵn sàng trả lời những câu hỏi đến từ các nhà báo trung lập xoay quanh kế hoạch tái thiết đất nước. Những phóng viên và công tố viên quen biết bà Harris trong nhiều năm nói rằng phó tổng thống vẫn luôn lịch sự nhưng thận trọng trước giới truyền thông, ngay cả trong môi trường thân mật. Dan Morain, phóng viên chính trị gốc California, đã đưa tin về bà Harris từ năm 2010, nhận xét bà Harris có thể rất tập trung và nhạy bén, bà ấy cũng dí dỏm và hay giao tiếp bằng mắt. Ông Morain nói thêm, bà ấy chuẩn bị kỹ và hiểu sâu về các vấn đề, bà ấy giỏi trả lời các câu hỏi và cũng rất xuất sắc trong việc né tránh các câu hỏi. Ông Dan Morain, nhà báo chuyên đưa tin về bà Harris từ năm 2010, nhận xét, bà ấy biết nhiều, bà hiểu tường tận các vấn đề, bà ấy rất giỏi trong việc trả lời câu hỏi và cũng rất giỏi trong việc né tránh các câu hỏi. Theo ông Morain, Phó Tổng thống Mỹ hiếm khi dồn công dồn sức vào việc trao đổi với báo chí vì bà hiểu bà không nhất thiết phải liều lĩnh làm việc đó. Quay lại hồi năm 2021, bà Harris có cuộc phỏng vấn khá tai hại trên đài NBC. Cuộc phỏng vấn đó ảnh hưởng lớn đến sự tự tin của bà và bà đã tránh mặt báo chí trong một năm trời. Những phóng viên chuyên đưa tin về phó tổng thống cho rằng bà Harris sợ vạ miệng và gây ảnh hưởng đến Nhà Trắng. Việc kiệm lời với báo chí phần nào giúp tần suất những trường hợp vạ miệng như trên giảm xuống. Tuy nhiên, những đối thủ và người không có thiện cảm với bà lại xem đó là cái cớ để châm chọc. Luận điểm của những người này là bà Harris không trả lời phỏng vấn, cho thấy bà ấy đang giấu giếm điều gì đó. Giới báo chí Mỹ cũng đánh hơi được điểm yếu trên. Họ cho rằng nếu ai đó muốn tranh cử tổng thống, họ phải sẵn sàng có khả năng trả lời câu hỏi từ những nhà báo khách quan. Báo New York Times nhận định điểm yếu trên phần nào đến từ xuất thân làm công tố viên của bà. Trong vai trò này, bà Harris quen với việc thẩm vấn, đưa ra những câu hỏi hóc búa, chứ không phải là ở vị trí người được hỏi. Điều này cũng giải thích việc bà có kỹ năng tranh luận rất tốt, sử dụng khéo léo cả ngôn ngữ nói và ngôn ngữ hình thể để khẩu chiến với bất kỳ đối thủ nào.
Khác với các chính trị gia lão luyện, bà Harris từng không thường xuyên phải trả lời báo chí, càng ít có kinh nghiệm xử lý các nhà báo. Trong những dịp hiếm hoi phải ra mặt, bà cũng có sẵn khung những điều được nói và không được nói theo quy định pháp luật. Do đó, tính đa dạng môn máu muôn vẻ của những cuộc phỏng vấn chính trị không thường mang lại lợi thế cho Phó Tổng thống Mỹ. Nối tiếp một vấn đề được cho là khó khăn không chỉ của riêng bà Harris mà còn là thế khó cho cả đối thủ Đảng Cộng Hòa là vấn đề kinh tế. Đây được nhận định là vấn đề then chốt trong bầu cử, tuy nhiên cũng là vấn đề nan giải khiến các ứng viên khá lung túng trong việc giành ưu thế trước đối thủ. Bà Kamala Harris và ông Donald Trump sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn để vực dậy nền kinh tế Mỹ khi trở thành Tổng thống Mỹ. Tổng thống Joe Biden đã thúc đẩy sự trở lại của các công việc sản xuất tại Hoa Kỳ, nhưng bất chấp các khoản đầu tư và trợ cấp, ngành công nghiệp của quốc gia này hiện đang trì trệ sau khi vừa mới phục hồi sau đại dịch COVID-19. Do đó, Phó Tổng thống Kamala Harris hoặc là cựu Tổng thống Donald Trump sẽ gặp khó khăn để xoay chuyển tình hình nếu trở thành Tổng thống tiếp theo của Mỹ, bất kể những lời hứa hùng hồn trong chiến dịch tranh cử của họ. Dưới thời chính quyền Biden, ngành sản xuất của Mỹ đã được cấp hàng tỷ đô la Mỹ đầu tư, bao gồm 53 tỷ đô la Mỹ từ đạo luật CHIPS và khoa học nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh chất bán dẫn, gói chi tiêu cơ sở hạ tầng trị giá 1,2 ngàn tỷ đô la Mỹ. Đầu tư tư nhân vào lĩnh vực này cũng đã tăng mạnh trong những năm gần đây. Theo dữ liệu của Mỹ, các khoản đầu tư như vậy đã dẫn đến sự gia tăng đáng kể trong chi tiêu xây dựng của các nhà sản xuất. Khi nền kinh tế Mỹ dần phục hồi sau khi bị tàn phá bởi đại dịch COVID-19, đà tăng trưởng mạnh mẽ đó đã trở thành làn sóng, thúc đẩy mọi lĩnh vực, bao gồm cả ngành sản xuất, nhưng động lực đó không kéo dài. Ngành công nghiệp không chỉ còn rất xa mới có thể khôi phục mức việc làm như trước cuộc đại suy thoái. Tổng số việc làm trong ngành sản xuất của Mỹ vào tháng 8 chỉ tăng khoảng 1,2% so với tháng 2 năm 2020. Bên cạnh đó, theo các cuộc khảo sát sản xuất gần đây của Viện Quản lý Cung ứng và S&P Global, những điểm yếu chính của ngành sản xuất Mỹ là nhu cầu tăng chậm và lãi suất cao. Điều đó không chỉ khiến các công ty sản xuất luôn ở chế độ chờ đợi mà còn có thể là một dấu hiệu đáng lo ngại cho tương lai của ngành. Ông Chris Williamson, chuyên gia kinh tế trưởng tại S&P Global Market Intelligence cho biết, sự kết hợp giữa đơn đặt hàng sụt giảm và hàng tồn kho tăng là dấu hiệu ảm đạm nhất về xu hướng sản xuất trong một năm rưỡi qua và là một trong những tín hiệu đáng lo ngại nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Theo S&P Global, các nhà sản xuất cũng vẫn đang phải đối mặt với áp lực giá cả gia tăng với tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 4 năm 2023. Những chi phí đó có thể làm hao mòn lợi nhuận ròng hoặc là được chuyển sang người tiêu dùng dưới hình thức giá cao hơn. Có những vấn đề cụ thể đối với một số lĩnh vực nhất định của ngành sản xuất, ví dụ các nhà sản xuất ô tô Mỹ đang phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ nhà sản xuất Trung Quốc như là BYD khi những chiếc xe điện của hãng này đang tràn ngập thị trường. Ngoài ra, các chuyên gia cũng chỉ ra rằng lao động ở rất nhiều quốc gia khác vẫn rẻ hơn so với Mỹ. Trước bối cảnh đó, hai ứng cử viên của Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa đã đưa ra những chính sách nhằm giải quyết tình trạng trì trệ trong các bài thuyết trình. Bà Harris đã có bài phát biểu phác thảo một số chính sách kinh tế của mình tại Pittsburgh khi đề cập đến các kế hoạch như là cắt giảm thuế cho tầng lớp trung lưu, tăng mạnh khấu trừ thuế cho các công ty khởi nghiệp và cải cách các quy định đối với các dự án xây dựng. Bà nói thêm, chúng tôi sẽ đầu tư vào sản xuất sinh học và hàng không vũ trụ, duy trì vị thế thống trị trong lĩnh vực AI và điện toán lượng tử, blockchain và các công nghệ mới nổi khác, mở rộng vị thế dẫn đầu trong đổi mới năng lượng sạch và sản xuất. Trong khi đó, ông Trump đã đưa ra tầm nhìn kinh tế của riêng mình trong bài phát biểu tại Savannah. Ông cho biết về kế hoạch giảm thuế doanh nghiệp, tăng thuế quan và cắt giảm các quy định, điều mà ông cho rằng sẽ dẫn đến một cuộc di cư hàng loạt của các nhà sản xuất từ Trung Quốc sang Pennsylvania, từ Hàn Quốc sang Bắc Carolina, từ Đức đến Georgia. Tuy nhiên, chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ diễn ra, do đó những biện pháp này có thể khó thuyết phục cử tri. Thế khó này dường như đã cản đà tiến của bà Harris trong cuộc đua tranh cử. Và để có thể giành chiến thắng trước đối thủ ở vấn đề có tính tác động mạnh mẽ đến kết quả cuộc bầu cử, bà Harris cần có những đường lối chính sách rõ ràng và quyết liệt hơn nữa. Cùng với đó là điểm yếu cố hữu của bà chắc hẳn sẽ cần có một chút thay đổi để thuận tiện hơn trong việc thu hút sự tin tưởng từ cử tri trước bối cảnh cuộc bầu cử đang đến rất gần.
Bà Kamala Harris và bà Lawrence Powell Jobs là vợ của tỷ phú Steve Jobs, là bạn thân suốt 20 năm. Chính tình bạn này đã đưa vị tỷ phú kiến tiếng dần trở thành tâm điểm tại chính trường Mỹ. Sau khi bà Kamala Harris tuyên thệ nhậm chức Thượng nghị sĩ Mỹ vào tháng 1 năm 2017, theo thông lệ, gia đình bà cùng với ông Joe Biden, khi đó là Phó Tổng thống, tạo dáng chụp ảnh. Ngay sau đó, bà đã nhờ ông chủ Nhà Trắng tương lai một việc là chụp thêm một bức ảnh. Bà Harris nói và vẫy tay với hàng chục người khác, "Mọi người ơi, gia đình lớn của tôi đây." Thành viên đầu tiên trong gia đình lớn của bà Harris tiến tới ông Biden là một trong những người giàu nhất thế giới, Lawrence Powell Jobs. Bà Powell Jobs là một doanh nhân có khối tài sản hơn 11 tỷ đô la Mỹ, đứng ngay sau vai phải của ông Biden, cùng với người bạn từ hồi mẫu giáo của bà Harris và những người thân thiết nhất với bà. Ông Biden sau đó đã trò chuyện với bà Powell Jobs, hỏi thăm con trai vị tỷ phú và tham vọng nghiên cứu ung thư của ông. Theo New York Times, trong 20 năm qua, bà Powell Jobs là vợ của người đồng sáng lập Apple Steve Jobs, là một trong những người bạn tâm giao quan trọng nhất của bà Harris khi hỗ trợ tư vấn, ủng hộ vật chất và mở rộng hình ảnh của Phó Tổng thống Mỹ trong mắt công chúng. Trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2024, người phụ nữ giàu nhất thung lũng Silicon nổi lên như một nhân vật quyền lực ẩn sau hậu trường. Và bà Powell Jobs, người thân thiết với Phó Tổng thống, đến mức nhân viên của bà Harris chỉ gọi bà là LPJ, được cho là sẽ có ảnh hưởng đặc biệt lên chính quyền bà Harris nếu ứng cử viên Đảng Dân Chủ thắng cuộc. Darren Walker, Chủ tịch Quỹ Ford, đã có mặt tại một bữa tối ở Washington vào mùa thu năm 2024, cùng với bà Powell Jobs và vợ chồng bà Harris. Ông nhớ lại, tại nơi ở của Phó Tổng thống, họ ngồi trên ghế sofa như những người bạn lâu năm. Ông Walker cho biết khi ăn cá và rau củ châu Phi, họ nói về nghệ thuật và kể về chuyến đi gần đây tới châu Phi. Ông nói không có chính trị gia nào được nhắc tới, không ai nhắc tới Trump, không ai nhắc tới Tổng thống. Những người thân thiết cho biết tình bạn chân thành giữa bà Harris và bà Powell Jobs được xây dựng dựa trên triết lý chính trị giống nhau, mối quan tâm đến nghệ thuật và văn hóa và sự đồng cảm khi là người của công chúng. Năm 2003, bà Powell Jobs quyên góp 500 đô la Mỹ cho lần đầu tiên bà Harris ứng cử vào vị trí công tố viên San Francisco. Năm 2004, họ tham dự cuộc tuần hành vì cuộc sống của phụ nữ ở Washington DC. Kể từ đó, hai người phụ nữ đi du lịch riêng và có mặt trong các sự kiện gia đình quan trọng. Bà Powell Jobs là một trong số khoảng 60 người tham dự đám cưới của bà Harris vào năm 2014 và mời Phó Tổng thống đến đám cưới của con trai bà tại Hawaii vào năm 2024. Họ thậm chí còn cùng khám tại một bác sĩ da liễu nổi tiếng. Ngay cả khi bà Harris phải chuyển đến Sacramento và Washington, họ vẫn đi du lịch riêng, đôi khi bằng máy bay cá nhân của bà Powell Jobs. Họ cũng đi ăn uống cùng nhau khi có lịch trình ở cùng một thành phố. Doanh nhân Susie Tompkins Buen, người thân thiết với cả hai, nhớ lại nét mặt trân trọng và tự hào của bà Powell Jobs dành cho bà Harris tại lễ tuyên thệ nhậm chức công tố viên năm 2011. Bà Buen đã nhắn tin cho vị tỷ phú trong những tuần gần đây về cách ủng hộ chiến dịch tranh cử tổng thống của bà Harris. Tôi biết bà ấy rất vui mừng. Trong một lần đồng ý trả lời phỏng vấn trên sân khấu một hội nghị công nghệ năm 2017, bà Powell Jobs đã kéo bà Harris ngồi chung. Khi phóng viên hỏi đùa vị tỷ phú có ý định tranh cử tổng thống vào năm 2020 hay không, bà Powell Jobs nhanh chóng biến câu hỏi thành cơ hội quảng bá cho bà Harris, khi đó là thượng nghị sĩ mới đắc cử. Bà Powell Jobs trả lời, bà chỉ vào Harris và nói, "Ồ, một trong chúng tôi nên làm thế, tôi bỏ phiếu cho bà ấy." Bà Powell Jobs quay lại chính trường Mỹ sau khi ông Steve Jobs qua đời năm 2011. Bà bắt đầu quyên góp nhiều tiền hơn cho chính trị và vận động hành lang ở Washington. Trong chiến dịch tái tranh cử năm 2012 của ông Barack Obama, bà từng gây sức ép với cựu Tổng thống về vấn đề giáo dục tại một buổi hỏi đáp kín với các tỷ phú công nghệ khác. Bà Powell Jobs kín đáo nhưng lại có tham vọng lớn lao. Nhiều chính trị gia đã tìm cách tiếp cận bà. Bà Michelle Obama từng mời bà Powell ngồi chung khi ông Obama phát biểu thông điệp liên bang vào năm 2012. Bà Hillary Clinton cũng tìm tới bà và vị tỷ phú đã tổ chức một sự kiện 20 người, mỗi người góp 200.000 đô la Mỹ cho chiến dịch năm 2016 của bà Clinton. Bà Powell Jobs cũng quen biết ông Kevin McCarthy, cựu chủ tịch Hạ viện Mỹ.
Khi bà Harris bắt đầu thăng tiến, bà Powell Jobs đã tổ chức một loạt buổi gây quỹ, một số buổi ở chính dinh thự của bà và một buổi năm 2014 với sự góp mặt của hàng loạt tên tuổi máu mặt của thung lũng Silicon. Năm 2016, bà giành chọn đêm bầu cử để ăn mừng việc bà Harris được bầu vào Thượng viện Mỹ ở Los Angeles. Khi là thượng nghị sĩ, bà Harris thường đến văn phòng Emerson Collective tại Washington để nói chuyện với bà Powell Jobs và nhân viên, cũng như là những người bạn khác của vị tỷ phú. Tuy nhiên, bà Powell Jobs cũng có những giới hạn. Sau khi mua gần như toàn bộ tờ The Atlantic vào năm 2017, bà đôi khi không muốn dấn thân quá sâu vào chính trị. Bà từng nói với các đảng viên dân chủ rằng, với tư cách là chủ sở hữu của một công ty truyền thông lớn, bà không nên thể hiện quan điểm đảng phái chính thức, khiến một số người trong nhóm của bà Harris và bà thất vọng. Bà Powell Jobs đã đến Nhà Trắng 9 lần trong nhiệm kỳ Biden-Harris, nhưng không phải lúc nào cũng đồng tình với chính quyền này. Những năm đầu tiên giữ chức phó tổng thống, bà Harris đã có giai đoạn khó khăn khi bị chỉ trích trong vấn đề nhập cư bất hợp pháp và có một số nhân viên bất mãn. Phó tổng thống thường tâm sự với bà Powell Jobs và người bạn thân đã vận động các đảng viên dân chủ tăng cường bảo vệ bà Harris. Mối quan hệ giữa bà Powell Jobs với ông Biden là khá phức tạp. Trong vai trò là cổ đông lớn của Apple và Disney, bà không hài lòng với một số lập trường chính sách của vị tổng thống. Bà cũng thất vọng vì cho rằng ông Biden có lời lẽ và thái độ thù địch với nhóm người giàu và thung lũng Silicon. Sau cuộc tranh luận bị đánh giá là thảm họa của ông Biden với ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump, bà Powell Jobs bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về khả năng đảng Dân Chủ thắng cuộc với các nhà tài trợ lớn khác. David Simas, một trong những trợ lý hàng đầu của vị tỷ phú, đã tổng hợp và gửi thăm dò ý kiến cho các nhà tài trợ khác, vẽ nên một viễn cảnh ảm đạm. Một số người cho biết nghiên cứu của ông Simas có ảnh hưởng đến việc khuyến khích các nhà tài trợ chống lại ông Biden. Giữa lúc ông Biden vẫn giữ nguyên lập trường, bà Harris âm thầm tìm kiếm lời khuyên và cố gắng giải quyết tình thế nhạy cảm này. Một trong những người mà bà Harris tìm đến để xin tư vấn chính là bà Powell Jobs. Chỉ vài tuần sau, bà Powell Jobs có mặt tại Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ, ngồi trong khu vực dành cho bạn bè và gia đình của bà Harris, theo dõi người bạn thân chính thức chấp nhận đề cử của đảng. Thời gian gần đây, bà Powell Jobs nói mình được tiếp thêm năng lượng bởi triển vọng thăng tiến của bà Harris. Không chỉ tham gia các cuộc gọi với chiến dịch, bà còn thể hiện mong muốn tổ chức một sự kiện gây quỹ thân mật và tốn kém, tương tự sự kiện dành cho bà Clinton. Bà Powell Jobs cũng nói chuyện với các nữ lãnh đạo khác trong lĩnh vực công nghệ và khuyến khích họ công khai ủng hộ bà Harris. Đội ngũ của bà chia danh sách 17 tổ chức ủng hộ bà Harris tới các nhà tài trợ lớn. Trong khi đó, bà Powell Jobs muốn âm thầm đóng góp và ba nguồn tin cho hay bà đã quyên góp hàng triệu đô la Mỹ cho siêu ủy ban hành động chính trị là Future Forward. Một số người bạn từ lâu đã cho rằng bà Powell Jobs muốn tham gia chính trường. Có người tự hỏi nếu bà Harris thắng thì vị tỷ phú có muốn đóng vai trò chính thức không? Ví dụ như là Bộ trưởng Giáo dục, một trong những lĩnh vực mà bà luôn quan tâm. Có người lại cho rằng bà sẽ chỉ sử dụng ảnh hưởng gián tiếp tới bà Harris như thúc đẩy Phó Tổng thống ủng hộ các biện pháp cứng rắn chống biến đổi khí hậu. Dù theo cách nào, Mark Foster Magee, một người ủng hộ cải cách giáo dục, dự đoán bà Powell Jobs sẽ vẫn là một nhân vật quan trọng khi bà là một trong số ít nhà từ thiện đầu tư nhiều vào đổi mới giáo dục và có liên quan mạnh mẽ tới đảng Dân Chủ. Thế nhưng, liệu bà Powell Jobs, một người có đời tư kín tiếng, có mong muốn dấn thân tại Washington hay không? Bà Powell Jobs chia sẻ năm 2022, tôi đang phục vụ cộng đồng và cảm thấy mình ngày càng chuyên nghiệp hơn, đó không phải là ý định của tôi, nhưng tôi không nhất thiết phải từ chối cơ hội khác đến với mình. Từng chính sách và hành động của bà Harris trong cuộc đua đều được người bạn thân hết mực ủng hộ và bất kỳ ai gây khó dễ cho bà đều sẽ bị nữ đại gia lên tiếng. Từ đây có thể thấy rằng sự ủng hộ mà bà Laurence Powell Jobs dành cho ứng viên đảng Dân Chủ đều xuất phát từ sự yêu mến và tin tưởng tuyệt đối. Đồng thời, tầm ảnh hưởng của Laurence Powell Jobs cũng sẽ ít nhiều tác động đến cơ hội vào Nhà Trắng của bà Harris. Phát biểu trước người ủng hộ trong cuộc vận động tranh cử ở Indiana, bang Pennsylvania hôm 23 tháng 9 năm 2024, ứng viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump nhắc lại bài đăng trên mạng xã hội Truth Social cuối tuần qua của ông rằng phụ nữ sẽ rất hạnh phúc và không còn nghĩ đến việc phá thai nếu ông đắc cử. Ông Trump nói, tôi đưa ra tuyên bố này cho những người phụ nữ tuyệt vời của đất nước chúng ta.
Thật đáng buồn khi so với 4 năm trước, phụ nữ hiện nghèo hơn, sức khỏe kém, thiếu an toàn hơn trên đường phố và phải chi trả nhiều hơn cho hàng tạp hóa và mọi thứ khác. Cựu Tổng thống khẳng định sẽ thay đổi hiện trạng này một cách nhanh chóng nếu ông đắc cử. Ông Trump nhấn mạnh, cơn ác mộng này sẽ kết thúc bởi tôi sẽ là người bảo vệ các bạn và tôi muốn làm như vậy. Trên cương vị Tổng thống, tôi phải là người bảo vệ các bạn. Tuyên bố được ông Trump đưa ra khi cựu Tổng thống đang nỗ lực thu hút cử tri nữ ở giai đoạn nước rút của cuộc đua vào Nhà Trắng. Cuộc thăm dò của New York Times và Đại học Siena được tiến hành sau màn tranh luận vào ngày 10 tháng 9 năm 2024 giữa hai ứng viên Tổng thống, cho thấy ở nhóm cử tri nữ, Phó Tổng thống Kamala Harris giành được 53% tỷ lệ ủng hộ và ông Trump giành được 42%. Ở nhóm cử tri nam, cựu Tổng thống dẫn trước ứng viên Đảng Dân Chủ với tỷ lệ lần lượt là 53% và 39%. Cuộc vận động mới nhất đánh dấu lần đầu tiên ông Trump trở lại Pennsylvania, một trong 7 bang chiến trường kể từ cuối tháng 8 năm 2024. Cuộc thăm dò của Decisions Desk HQ The Hill cho thấy bà Harris đang dẫn trước ông Trump 1,2 điểm tại bang này. Phát biểu trước người ủng hộ ở Indiana, ông Trump cho biết kết quả bỏ phiếu ở Pennsylvania có thể quyết định người chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng 11 năm 2024. Cựu Tổng thống nhấn mạnh, hãy ra ngoài và lên kế hoạch bỏ phiếu sớm, bỏ phiếu vắng mặt hoặc bỏ phiếu trực tiếp vào ngày bầu cử. Rất đơn giản, nếu thắng ở Pennsylvania, chúng ta sẽ thắng chung cuộc.